Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài Con đường không chọn của Robert Frost Sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách kết nối tri thức Đầu tiên, ta đến với phần trước khi đọc Câu hỏi số 1 như sau Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khăn khi phải đứng trước nhiều khả năng lựa chọn? Vậy thì để trả lời câu hỏi này, các em hãy suy nghĩ lại xem có bao giờ bản thân mỗi người chúng ta cảm thấy khó khăn với việc lựa chọn hay không? Chúng ta có thể cảm thấy khó khăn và phân vân, không biết nên lựa chọn cái nào cho thích hợp đúng không nào? Nhiều khi cũng không thấy khó khăn hay băn khoăn gì mà có thể lựa chọn ngay lập tức. Câu hỏi số 2 như sau. Điều gì đã khiến bạn đưa ra quyết định lựa chọn của mình khi ấy? Bạn thấy may mắn hay tiếc nuối vì lựa chọn đó của bản thân? vậy thì các em hãy nhớ lại xem lần lựa chọn của bản thân mình và chia sẻ điều này nhé ta thấy rằng để có thể quyết định được lựa chọn của mình chúng ta phải tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau để có thể lựa chọn được tuy nhiên sau khi đã lựa chọn thì cảm thấy không tiếc nuối vì lựa chọn của mình mà sẽ chấp nhận lựa chọn đó một cách tự nhiên phải không nào đến với nội dung phần trong khi đọc. Câu hỏi 1. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai và đang đứng trước tình huống nào? Các em hãy đọc bài thơ và dựa vào nội dung đầu của khổ thơ để xác định nhân vật trữ tình nhé. Ta thấy rằng nhân vật trữ tình trong bài thơ là một người lữ khách đang đứng trước tình huống phải lựa chọn một trong hai con đường để đi tiếp đây. Tiếp đến câu hỏi 2 trong ba khổ thơ đầu của bài thơ hai lối rẽ được miêu tả như thế nào vậy thì các em hãy đọc kỹ ba khổ thơ đầu và tập trung vào chi tiết miêu tả lối rẽ để trả lời nhé hai lối rẽ là hai con đường dường như chưa có ai đặt chân đến chúng nằm giữa rừng lá vàng một lối rẽ thì rẽ trái dài khuất dạng sau bụi cây còn một lối rẽ bên kia có một mặt có rậm trên mặt đường và có chút ít xấu mòn không rõ Đến với câu hỏi 3 Nhân vật chữ tình đã lựa chọn lối rễ nào? Các em hãy đọc kỹ đoạn cuối của bài thơ Để nhận biết được nhân vật chữ tình chọn lối rễ nào nhé Nhân vật chữ tình của bài học ngày hôm nay Đã lựa chọn lối mòn Ít có ai đi lại với mong muốn Được khám phá thêm nhiều thứ mới lạ Tiếp đến là phần 3 Sau khi đọc, câu hỏi 1 như sau con đường và lối rẽ trong bài thơ có thể xem là những ẩn dụ. Những ẩn dụ đó gợi cho bạn nghĩ đến điều gì? Vậy thì các em hãy dựa vào nội dung bài thơ và ý nghĩa ẩn dụ của con đường, lối rẽ để trả lời nhé. Những ẩn dụ này gợi cho ta nghĩ đến những khó khăn phải lựa chọn và sự phân vân, băn khoăn không biết nên chọn gì phải không nào? Câu hỏi 2 như sau. Theo bạn, Tại sao robot Frost lại đặt nhan đề bài thơ là con đường không chọn chứ không phải là con đường tôi chọn hay con đường ít người đi? Vậy thì các em nghĩ sao về cách đặt nhan đề của tác giả? Theo mình thì robot Frost đã đặt nhan đề con đường không chọn bởi vì ông muốn nhấn mạnh vào sự lựa chọn của nhân vật trữ tình, nhấn mạnh vào con đường mà nhân vật không chọn cũng như suy nghĩ về nhân vật lựa chọn của bản thân mình phải không nào? Còn nếu đặt hai nhân đề kia thì thật sự chưa truyền tải hết được thông điệp của bài thơ cũng như là chưa tạo được ấn tượng. Câu hỏi ba như sau: hai lối rễ trong rừng khác nhau hay giống nhau nhiều hơn? Phải chăng vì điều ấy mà nhân vật trữ tình trong bài thơ cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn một trong hai lối rễ? Vậy thì các em hãy tìm hiểu về ba khổ thơ đầu miêu tả hai lối rễ trong rừng để trả lời nhé. Ta nhận ra hai lối rễ trong rừng gần như không có sự khác nhau, chúng đều là lối rễ đầy cây cỏ và bụi rậm khó phân biệt. Có lẽ chính vì sự giống nhau của hai lối rễ mà nhân vật trữ tình khó chọn lựa được lối đi cho mình và nhân vật đã phân vân không biết lựa chọn lối nào là tốt hơn. Câu hỏi số 4 như sau. Nếu như nhân vật trữ tình không thể chọn cả hai lối rễ cùng lúc, thì anh ta có thể không lựa chọn bất cứ lối rễ nào được chăng? Vì sao? Vậy thì theo các em, hãy tập trung vào khổ thơ viết về sự lựa chọn của nhân vật trữ tình cùng với hoàn cảnh của tác giả để trả lời câu hỏi nhé. Chúng ta thấy rằng nhân vật đang trên hành trình lữ hành khám phá những điều mới mẻ nên Nhân vật không thể lựa chọn cả hai lối rễ, thì cũng không thể không lựa chọn bất cứ lối rễ nào. Nhân vật trữ tình cần phải đưa ra lựa chọn một lối đi để có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình đây. Tiếp đến câu hỏi 5. Trong bài thơ, cuối cùng nhân vật trữ tình cũng vẫn phải đưa ra lựa chọn của mình. Theo bạn, anh ta có thật sự tin rằng lối rễ của mình chọn là con đường tốt hơn? Các em hãy tập trung vào khổ thơ cuối, cảm xúc của nhân vật trữ tình khi lựa chọn một lối rẽ để đưa ra câu trả lời nhé. Ta thấy rằng nhân vật lựa chọn cuối cùng đã còn chút băn khoăn và phân vân, anh chưa thật sự tin vào quyết định của mình và chưa biết sự lựa chọn đó có đem lại cho anh điều gì hay không phải không nào? Tiếp đến là câu hỏi 6 bạn có đồng cảm với trạng thái, do so sự, phân vân của nhân vật trữ tình xuyên suốt bài thơ không? Vì sao? Các em có đồng cảm với trạng thái này của tác giả hay không? Vì sao vậy nhỉ? Ta thấy rằng ta có đồng cảm với trạng thái do so dự và phân vân của nhân vật bởi vì hình ảnh của mình cũng thông qua được nhân vật trữ tình và sự phân vân không quyết tâm của mình mỗi khi lựa chọn phải không nào? lựa chọn luôn là vấn đề đầy sự khó khăn. Đến với câu hỏi 7, hãy nêu một thông điệp từ bài thơ có ý nghĩa đối với cá nhân bạn. Các em hãy lựa chọn một trong những thông điệp mà bài thơ đưa ra nhé. Ta có thể lựa chọn thông điệp đó là Sự lựa chọn cần phải có sự dứt khoát, quyết tâm hơn khi lựa chọn, dù cho lựa chọn có khó khăn đến đâu thì cũng phải quyết tâm. Đừng quá băn khoăn suy nghĩ mà hãy chấp nhận lựa chọn của bản thân. Cuối cùng là nội dung kết nối đọc và viết. Đề bài như sau: Từ bài thơ này, theo bạn làm thế nào để chúng ta can đảm hơn trong những lựa chọn của mình trên hành trình trưởng thành? Hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ để trả lời câu hỏi trên. Như vậy, cô sẽ hướng dẫn các em với phần này nhé trong cuộc sống chúng ta gặp phải những câu hỏi những vấn đề đưa ra sự lựa chọn vậy làm thế nào để chúng ta can đảm hơn trong những lựa chọn của mình chúng ta cần phải đối mặt trực tiếp với những thử thách không nên quá băn khoăn về sự giống và khác nhau giữa các lựa chọn thay vì lo lắng sự đúng sai tốt xấu thì ta nên lắng nghe cảm xúc và suy nghĩ của bản thân tự cảm nhận bản thân cần gì và nên làm gì lắng nghe con tim mình và không nên suy nghĩ về sự may mắn hay hối hận về lựa chọn của mình. Để có thể can đảm khi lựa chọn, chúng ta cần phải tự nên luyện bản thân, rèn luyện sự quyết tâm khi đưa ra một quyết định nào đó một cách kiên định, đừng để bản thân cảm thấy nuối tiếc. Như vậy cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để tìm hiểu các bài học khác nhé còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau